Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng. Chị chào Yêu Quỳnh. Ai hát chị chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Ở nhà chị hát ha, ai hát chị? Chị ở nhà giờ có mình với em gái chị nhà. Ai đang hát bên, chị? Bên hàng xóm. Bên cái bên này có chị nhạc luôn. Rồi chị chào lại giùm em ha, chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình ha. Chị chào khán giả đi chị rồi chị giới thiệu về mình ha. Dạ. Chị chào Nguyễn Quỳnh nha. Mình tên Nguyễn Thị Hòa, mình ở Tiền Giang. Năm nay mình sinh năm 1965, mình chào cộng đồng mạng, anh chị em trong nước và ngoài nước, nhiều sức khỏe. Dạ. Yeah. Rồi hiện tại là chị đang làm công việc gì chị? Chị hiện tại nhà chị thì cuộc sống chị nhà thì chị cũng nội trợ làm vườn. Rồi chị cũng có một cái nghề thu nhập hàng tháng là riêng của chị là riêng. Chị không có tiện nói trên mạng được. Thu nhập thì cũng được chứ không tệ. Cuộc sống của chị là thoải mái đúng không? Có công việc ổn định. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Chị từ hồi trưởng thành tới giờ chị chưa kết hôn lần nào. Nhưng mà chị cũng vẫn có người yêu. Mà người yêu chưa đi tới đâu thì cũng chia tay rồi. Chị chưa kết hôn lần nào thì chị có người yêu là yêu quen nhau được bao lâu? Quen lâu chưa? Chị có người yêu trong vòng có vài tháng rồi cưng ơi. Chứ không có lâu, người ta có vài tháng rồi. Người tại vì hoàn cảnh gia đình bên chị rồi chị người ta chia tay chị chứ chị cũng chưa chia tay người ta nữa. Gia đình rồi thấy vậy không được thì thôi à. Gia đình của chị có được mấy anh chị em? Chị được 6 người, hiện tại giờ 6 người, ba anh trai và ba chị em gái. Chị là kế út á. Chị với một đứa em út thì chưa có đứa nào lập gia đình hết á. Còn anh chị thì lập gia đình ở riêng hết rồi. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm chị thì chị siêng năng, có công việc làm thì chị làm đều đều nha, chị siêng năng, chị không có làm biếng. Ưu điểm chị công việc gì chị làm cũng được hết á. Còn khuyết chị điểm chịu của khó chị? Còn khuyết điểm của chị? Còn khuyết điểm chị thì hồi nào giờ chị cũng như là ngoài đời chị không có bạn bè, chị không có giao lưu bạn bè bè ngoài xã hội, thì chị có khuyết điểm là chị không có bạn bè, chị ở nhà vậy đó, chị làm công việc có công việc làm, còn không có chị ở nhà làm công việc thì nó phụ em gái lo cho ba mẹ rồi xong rồi giờ là chị còn hai chị em chị rảnh là chị tám với mấy anh chị em ở trên mạng đó là bên Zalo bên Facebook vậy đó. Chứ chị chưa có người bạn nào mà để chị thích đi du lịch mà chưa có người bạn nào có cơ hội nào chị đi du lịch vào trong nước cũng được không cần ngoài nước trong nước cũng chưa có cơ hội. Chị muốn tìm người bạn của mình cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị kiếm một anh người đó thì bằng tuổi chị lớn hơn cũng được hoặc nhỏ hơn vài tuổi cũng được. Mà người đó thì nếu mà người đó thì như thế bây giờ mình lớn tuổi rồi mình đâu có chọn giàu nghèo vậy em. Nếu mà duyên đó đến, nợ đó đến thì ok chứ chị không có chọn mà người đó người đó xấu quá thôi tôi không thích, em không thích. Người đó nghèo quá mình không thích, không phải vậy. Bây giờ mình để cho theo tự nhiên đi, bây giờ mình chọn cũng đâu có được đâu. Giờ thời gian của mình giờ là cũng chị cũng đang cũng 60 rồi thì thời gian cũng còn bao nhiêu, mình tìm một người ra an ủi với nhau lúc tuổi già chăm sóc lo cho nhau là được rồi, yêu cầu thương yêu nhau là thấy là ok rồi chứ không phải là anh đó nghèo quá mình không kết hôn, mình không thích anh đó xấu quá mình không yêu, không phải.
Vậy hả? Anh muốn làm quen với chị á, anh ấy uống rượu uống rượu chị nghĩ như thế nào? Anh đối với Tiến bây giờ trên xã hội này đàn ông ai cũng phải nhậu phải uống rượu, nhưng mà trong thời gian hạn chế của người ta đi, chứ lớn tuổi rồi chắc người ta cũng không đến đổi Phương ơi. Lớn tuổi người ta uống theo là lễ lạc, hoặc là anh em lâu ngày gặp mặt thì người ta phải nhậu rồi đó. Còn nếu mà người ta bỏ được thì tốt, còn không được thì cũng tốt. Còn hút thuốc á, thì chị thấy đa số là ai cũng phải hút thuốc uống rượu, nhưng mà theo ý thích của mỗi người được cưng ơi, chứ mình cũng không có cấm người ta được, hay là thích chứ không thích, cái đó là không phải. Cái đó là ý của người ta, người ta thích vậy người ta thương mình đi, mà người ta thích rồi mình không thích rồi sao. Mình là vợ, là một người vợ chỉ động viên, an ủi động viên phía đằng sau của người đàn ông thôi, chứ mình cũng đâu là mình lớn hơn người ta được. Người ta nói ra tiếc thai cho phận đàn bà, dù lớn cách mấy cùng mình là cũng dưới cơ đàn ông, đúng không em? Chứ mình hơn đâu đâu được đâu, là đàn em chứ mình đâu có là gì đâu, đúng không? Mình cũng bây giờ cái đó mình đúng đi, nhưng mà người đàn ông người ta nói mình sai thì vợ chồng là phải nhịn nhau. Đúng lẽ bây giờ anh nói không đúng hả, hai người kéo nhau quýnh lộn không có gì. Vậy từ từ nói nha, khuyên từ từ cũng im xuôi rồi cưng ơi. Mà chị thấy chắc người đàn ông mà thấy chị, nếu mà hợp với chị thì chắc thương chị nhiều, tại vì chị chưa có lập gia đình là một, hai nữa chị chịu khó. Tuổi này mà chị còn phải đi làm, cũng như là lương này cũng như lương tháng, mỗi tháng tính ra bao nhiêu chị cũng phải có thu nhập chị đang chị sống chứ. Chứ bây giờ đâu có chờ mà sung rụng như hồi xưa nữa cơ. Giờ mình phải bươn chải, còn lao động, mình còn sức khỏe nhiều mình làm bấy nhiêu. Sau này mình già cái mình lấy cái số tiền đó mình dưỡng già, chứ giờ chứ mình trông như ai giờ, chị đâu có con rồi cháu rồi anh chị ở riêng hết, đâu có ai cứ giúp mình chút đỉnh thôi, chứ ai giúp cả đời mình đâu. Chỉ có người chồng đầu ấp tay gấu, giàu nghèo hay giàu hợp nhau là ok rồi, cái gì cũng từ từ. Chị cũng khá là xinh xắn, nhưng mà chị để thời gian trôi qua rất là lâu rồi, rất là tiếc. Năm nay là gần 60 rồi. Trong khoảng thời gian chị đó sẽ... là chắc cũng... đó. Trong khoảng thời gian đó chắc cũng có em nghĩ chắc cũng có rất là nhiều người theo đuổi chị hả, nhưng mà tại sao chị không chọn được người phù hợp với mình? Tại vì không có thích hợp. Tôi biết thích hợp làm sao, giàu thương chị, giàu làm mấy mâm không có quan trọng, không phải như tụi trẻ mà làm 5-30 mâm thôi trương, vài mâm cũng được đi. Phải biết bên chị, người chị phải biết bên dòng họ, bên chồng chị, làm vài mâm cũng được. Mà hình như người ta nói lớn rồi em ơi, cưới hỏi gì nữa. Thấy chị học hẳn cái là mình như vậy, mà sao người ta nói mình hay tủi thân, chị không có thích hợp. Rất là cưng coi đi, rất là nhiều người chọn chị, chẳng những mà chị chọn người ta chọn chị rất là nhiều các kênh ở miền Tây, nhưng mà không phải như trên kênh nói cưng ơi, như mấy anh đó nói trên kênh nó khác hết trơn à, ngộ lắm. Thấy nhiều anh thì cũng ok lắm, mà thấy không ok là gặp mặt là không có ok thiệt. Nó ngược lại, không mà nó ngược lại trên kênh hết. Đến đổi chủ kênh kêu chị là phải xóa số chặn Zalo luôn, chứ để người ta làm phiền mình nữa đó. Nhiều khi là duyên chưa tới ha chị, chưa gặp người phù hợp thì là duyên chưa tới ha. Bây giờ duyên nó tới chứ bây giờ mình không có lựa chọn mà đẹp hay xấu, giàu nghèo cưng ơi. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Chiều cao chị có mấy 56 à, mà nặng tới 57 kg là. Hiện tại chị làm vườn mà chị đang trồng loại cây ăn trái gì? Vườn chị thì bây giờ đang vô mùa mít nè, mùa dừa, mít Thái đó cưng. Giờ mít trái nhiều lắm, cây nào cũng nhiều trái lắm, tại chị trồng nay 4-5 năm rưỡi rồi, thì trái rất là nhiều, mít Thái, mít vợ cưng. Ở chỗ chị trồng sầu riêng được không? Thấy giờ sầu riêng nó quá có giá quá chừng mà. Đông gài có giá lợi đó cơ. Mít loại 1 là được 40,000, 45,000. Nhỏ cháu nó bán thành phố nó 45. Còn dừa thì được 12,000 một ký dừa khô. Ủa, chị bán đây nè. Dừa mà tính chứ dừa khô. Để nguyên trái một cọng chưa có nấm ở trên là cân ký đó, để nước nó luôn nha. 12,000 một ký á, một trái là một ký mấy, khi có trái 2 ký. Chục dừa giờ bán ngon lắm. Ủa ngộ vậy chứ không phải bán trái như hồi đó hả? Giờ bán ký hả? Ngộ vậy. Hồi xưa thì bán chục, bây giờ là ta bán ký cơ mà. Dừa cũng bán ký nữa hả? Giờ dừa bán ký là ngon lắm cưng ơi.
Chị Tại vì tháng 7 là người ta ăn chay, người ta làm chè, nấu kiểm, chứ người ta làm bánh trung thu rồi đó. Giờ đường nó mắc lắm, thì tươi cũng mắc lắm. rồi một anh muốn làm quen với chị á, chị thích anh ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị thích anh đó không phải hoạt bát lên chứ trầm tính ít nói, thì tí mình hai người đều lớn tuổi hết mà một người thì lanh còn một người thì không có nói chuyện, thì thấy nó ngoài đời thì người ta nói chắc là cái bà đó ăn hiếp chồng, bà đó lanh quá, còn ông đó hiền quá, thật chất là không phải vậy. Lựa người hoạt bát đi cưng ơi, cho nó dễ cưng ơi, đã mình lớn tuổi rồi kiếm người trầm tính thôi biết làm sao nói, tối ngày nói chuyện với ai giờ. Chị thích hoạt bát ngoài xã hội cũng vậy, vui vẻ hòa đồng Nhà vậy chị đó. ở là gần chợ hả? Cách 400 mét thằng cưng, đây qua chợ đi không tới 10 phút đâu, chị đi bộ không tới 10 phút, gần 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 bến xe khách của cái bè luôn, cũng khoảng 350 mét. Chợ thì xa hơn bến xe khách, chợ ở ngay trung tâm vậy đó. Rồi nếu có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Chị thích chứ, chị thích lãng mạn. Chị có nghĩ anh ấy chiều cao khoảng bao nhiêu thì chiều cao Không, bằng chị, tại chị hơi thấp mà có mét năm mấy, người đó cũng phải cao hơn chị đi, cao hơn bao nhiêu không quan trọng mà phải cao hơn chị mới được, chứ đừng bằng chị. Đi ra là người đàn ông phải cao hơn phụ nữ, chứ người đàn ông bằng phụ nữ chị không chịu. Mình đi ra mang dép cao cái mình cao hơn người ta rồi, cao hơn chị đi, cao hơn được rồi. hồi đó giờ chị có bao giờ đi du lịch ở đâu chưa? Người đó ở đâu cũng được hết, duyên nó đến sẽ đến, ở xa ở gần miền Tây miền nào chị không có kén chọn, tại vì tuổi mình cũng lớn rồi, mình không có phân biệt ở vùng nào hết. Tuy là miền Bắc khó nghe, miền Nam mình dễ nghe, nhưng mà người ta nói tí thương yêu nhau lâu ngày chắc mình cũng cũng thương nhau rồi, cái giọng nói vậy đó, chứ mình phân biệt ai là cũng cũng tộc máu đỏ thì da vàng thì mà ở nước nào không thành vấn đề. Thương yêu chị là ok, chị thương yêu nhau là được, sợ thương chị mà chị không thương thì không thành, mà với tỷ chị thương người đó không thương cũng đâu đến nhau được đâu cơ, hai người cùng cùng một ý mới được. Mình lớn tuổi chị không có đòi hỏi mà xe xua đua đội gì, nếu người ta thích mình thì người ta chiều mình gì thì mình chịu nấy, chứ giờ mình nói anh đó phải lãng mạn, anh đó phải ga lăng, anh đó phải phong độ, anh đó phải giàu có phải đẹp trai, cái đó là không có, cái đó là tuổi trẻ, còn mình là không có vụ đó được. Xấu mà thương chị là được rồi, xấu hơn chị cũng được, chị xấu người ta xấu hơn cũng được, cái xấu mình đâu có bán được, mình đâu có ăn uống gì được, mà ăn thua cái tấm lòng của mình nè, cái tấm lòng mình tốt với vợ vợ chồng lo lắng cho nhau thương yêu nhau, lúc mình bây giờ tuổi xế chiều rồi thì chị chọn người nào biết thương yêu vợ lo cho nhau là được. Chị nghe nói chị, em nghe nói chị nói là chọn rất là dễ, người đó không cần phải giàu, không cần phải đẹp, rồi nhưng mà chị vô lên rất là nhiều kênh mà sao không chọn được người phù hợp? Đủ sống như chị được rồi cưng ơi, thu nhập là đủ sống hàng ngày hai chồng hủ hỉ thì ok rồi cưng ơi. Mà điều người đó phải có nhà nha, người đó không có nhà ở nhà trọ chị không chịu nha, chị không chịu người ở nhà trọ, chị nói trước người đó phải có cái nhà, bây giờ nhà lá nhà tôn gì cũng được hết á, yêu cầu phải có cái nhà chị mới chịu, nhà của người đó chứ đừng có thuê. Chị nói Nhà lá ở thì nó mắc nhà tôn, tại nhà chịu như không có đóng lọc không, ở nhà tôn giờ mệt lắm, nóng quá trời bắt máy quạt nóng lắm. Chị đòi nói với em, chị đốn tính đốn mấy cây dừa chị cất một căn nhà lá chị ở cho nó mát cho nó khỏe như hồi xưa của ba má hồi xưa vậy đó. Em nói nhà chị giờ là 2 căn là 200 mét, mà giờ cất thêm căn cái nó con nhỏ này nó dư tiền, nhỏ này nó bị khùng, chị tính cất nhà lá chị ở đó, chị nói thiệt luôn á, nhà lá giờ nó mát gì đâu luôn, chị vô mấy cái quán mà miệt vườn sinh thái cơ, chỗ nó mát dữ lắm, ở nơi gần cái bè ở gần chợ nè chị có vô đó rồi, mát gì đâu á. Chị, nhưng mà nãy ý em hỏi chị á là nếu mà chị chọn người dễ như thế, tại sao mà chị đi lên rất là nhiều kênh rồi mà chị chưa chọn được người phù hợp với chị? Tại người ta không có, đã nói lớn tuổi rồi đăng ký kết hôn vậy em ơi, cưới hỏi gì nữa em ơi, đa số là 10 người đi chị nói á,
tám người, nó chín người, nó láo chứ có tám người có nói con câu rồi em ơi. Cứ hỏi gì nữa em ơi, già rồi. Mình cứ sáp cho mình ở đi, làm con gà con vịt thì sống được rồi. Ở bên em đi, em 2-3 căn mình sống cho anh về. Còn bên anh thì còn sống chung với con, với dâu, cháu nội thì em chịu không? Nói em chịu, nhưng mà anh phải cưới em. Cưới em cho em nhiêu? Nó không biết đó, em không biết nè. Nào giờ em chưa chồng, em biết nếu em có chồng, thôi chồng thì em phải đầu giá. Hồi xưa chồng cho 2 cây, bây giờ là cho 5 phân được rồi. Tại mình mất giá trị. Còn giờ mình chưa có mất giá trị thì tùy lòng hảo tâm, người ta thương mình. Đâu có nói vụ vàng bạc cưng. Đâu có nói mà lễ nghĩa mà nhiều mới làm vợ người ta, làm chồng người ta. Không phải, chị không phải ý vậy. Tuổi này mình lớn tuổi rồi. Cái gì cũng được, bao nhiêu cũng được, nhưng mà phải có lễ nghĩa chị mới chịu. Làm cũng lợi đón chị, nói với ba má chị lợi xá dài xá, đốn cây nhang cho ba má chị rồi cho chị rước về bên chồng cũng được, làm vài mâm thôi cũng được, đâu có sao. Mà không rước chị, không lẽ chị cũng đối thêm không, mình thấy tủi thân quá. Chị không thích hợp như vậy đó, hàng chi chị dạy hoài luôn á. Chị muốn là ở bên chồng á. Chị dài mâm đúng không cưng? Nó làm chứ mình lớn tuổi lớn chúng vài mâm chứ đâu phải như tụi trẻ vài chục mâm người ta cười chết. Trời, làm vài chục mâm mâm chắc chị đi vô rừng luôn quá, người ta cười thúi đầu à. Chị mà ý chị nói là khi mà cưới chị á, là phải đi về nhà chồng ở chứ không ở bên nhà chị phải không? Ý chị là như vậy hả? Cưng nói sao? Ý em hỏi là ý chị nói là khi đám cưới là phải đi về bên chồng ở chứ không có ở bên chị phải không? Đúng rồi, chị theo chồng, chị không có chịu bắt rễ. Nhà chị tại còn đứa em gái chị không ở rễ đây được. Tuy nhà chị 2 căn nhưng mà không có ở rễ được cưng ơi. Nhà chị tới 3 người anh trai lận, người ta ở riêng, chị không có chồng chị mới ở đây. Có chồng thì chị cuốn đầu chị theo chồng à. Nếu người chồng mà thương chị cưới chị rồi là dòng người chồng chị nói rồi, dầu chanh vách lá và yêu cầu mà lễ nghĩa đầy đủ là chị ok à. Còn không có lễ nghĩa chị vào biệt thự chị cũng không có đi đâu. Chị nói thiệt, chị không có chọn người giàu có hay là người nghèo mà chị chê, không phải. Chị chọn là tấm lòng à, thương chị. Đừng bỏ đói chị hoặc là kêu chị về chị bán vé số về nuôi, chị là không được nha. Nghề chị thì cho chị làm cái nghề của chị. Còn người ta thương chị, người ta không cho làm cái nghề của chị thì chị ở nhà chị làm người phụ nữ dán khéo trong gia đình cũng được rồi. Nghề của chị cho chị làm nghề của chị thì chị vẫn làm. Tại vì việc nhẹ mà lương cao thì cũng được đi cơ. Còn chứ chị nói với anh nào nói vậy? Ha, cái đó việc nhẹ mà lương cao chị ăn cưng đúng không? Chị về chị nghĩ chút xíu là xong à. Mà về bên chất xám, về bên đầu óc chút xíu vậy là rồi xong đó. Trong vòng tiếng hay tiếng hồ là xong đó, lấy lãnh lương tới tháng lãnh lương cao vậy thôi. Chị làm vậy đó. Chứ không có sức lao động nặng nhọc gì chứ, nó khỏe lắm. Chỉ cầm cái giấy ghi chút xíu à, rồi là xong. Trời đất ơi, ngày của chị giờ ta nghĩ là chị ghi số đề nha chị. Nó cầm giấy ghi vậy sẽ xong rồi có lương rồi, tao nghĩ là chị ghi số đề đó không được đâu. Thì ai khổ thì chị giúp như thế nhà anh cưng đấy. Chị ơi em không có tiền về xe hay gì đó, chị giúp. Chị giúp thì chị không có giúp cho không, cũng phải có qua có lại nên cho chị có tiền nên chị mua gạo chị ăn chứ. Chị giúp cho cưng vậy tỷ 5 triệu đi, 10 triệu đi, thì tới tháng cưng cũng có cho chị tiền lãi chung chung cá chị ăn đúng không? Cái lực nó vậy rồi, biết người biết ta, trong trận trong thắng rồi, có qua có lại chứ không lẽ giờ của chị đưa cho người ta rồi chị nhìn tối ha. Chứ phải cái nhờ cái đồng tiền đó chị mới có thu nhập đúng không? Đúng rồi. Mà những người giàu không có nhờ chị đâu, những người nghèo khổ thì nhờ chị đó. Rất rất là nhiều người nhờ chị chứ lắm, nhưng mà chị khả năng chị bao nhiêu là chị cho mượn bấy nhiêu. Chứ không phải là muốn 100-200 triệu thì cái đó không có nha. Thì chị cho những người là cùng cảnh ngộ chị, là hoàn cảnh khó khăn, là cũng như là có nhiêu mình giúp người ta nhiêu đi. Nhưng ta có thấy biết điều là chị thì chị mua thịt mua cá chị ăn chứ, chị ăn không tiếu rồi ha, thì cũng được đi. Mình cũng chị cũng nhờ nhiều mối vài chục người, từ từ thì vài trăm người. Tí khả năng của chị thì đâu có đâu cưng, đâu có vụ đó. Mà khổ quá làm gì có khả năng, ta gửi lên mình là đi luôn đó. Hầu khoảng 10 mấy năm về trước thì chị cũng đưa cho những người giàu có là đi luôn cưng, đi luôn, không có trở lại. Đi luôn, đi bỏ xứ luôn. Rủi ro cũng cao mà chị ha.
Mượn thì lại nó ngon ngọt lắm, mà lúc mà người ta trả thì không không thấy. Nhiều khi người ta nói ngược lại, nhiều khi người ta chửi ngược lại mình. Dạ, ai nhờ, rất là nhiều người nhờ chị cũng khổ, người ta cũng khổ, mình giúp nhau, có nhiêu thì giúp nhiêu. Tí 5 triệu, 10 triệu, 5 triệu, 3 triệu tiền mình thì chị già cũng nhiều người để. Mình đưa người ta lần một mà mình lụm lại thẳng từ từ cũng vậy đó, từ từ cũng được thôi. Chứ giờ mình lớn tuổi rồi, cưng ra lao động, cưng đâu có lao động được đâu, đâu có làm mướn mình thuê nổi. Vườn chị nè, bây giờ cỏ nhiều đó, chị cũng mướn người ta mần đó. Lúc trước thì chị mần hồi còn trẻ, còn khỏe, chị mần giờ chị mướn. Ngày như 300 ngàn thì xuất cho 300 ngàn, ta mần ngày, 2 ngày là xong rồi. Chị đây có công đất, còn có công à, cất nhà 200 mét rồi. Rồi phân thuốc rồi, chị giải chị làm được bình thường, khỏi mướn, có đó nhẹ rồi. Có cỏ thì hơi nặng, tại chị sợ sâu chứ không phải gì chứ. Chị sợ sâu lắm ạ. Là vườn mà sợ sâu ra mà có con sâu là chị bật ngửa chị xỉu luôn đó. À có gì chị Kim Phong gì đó, con sâu nó trời, con sâu có gì đâu. Nhiều khi đi chợ gặp con lương á, nó đang bò nó phóng sao ra ngoài, chị bước tới nó chị muốn té luôn á. Thấy lương chị cũng sợ nữa, ngộ vậy đó. Bởi mấy con đó chị thấy chị sợ lắm. Chị có sở thích karaoke, cà phê với bạn bè gì không? Có, hồi tuổi trẻ thì chị đi ca chỗ nào thì chỗ đó chị phải thâu lại cùng băng nhựa về bỏ máy cassette lặng mình nghe lại giọng nào giọng hát của mình. À, lúc đó chị học rồi mấy đứa học chung nó làm thầy cô á, cái lâu lâu cái học mặt vậy đó, cái rủ đi cuối tuần á, nó hầu đi mấy bạn đi học làm thầy cô mà giờ mình bươi chải vậy thấy mắc cỡ quá, đi đi vậy đi mình đi á, thì giới tỷ người ta bao ăn uống thì ca thì mình vô mình bao một giờ là bao nhiêu mình bao qua bao lợi vậy đó. Hồi còn còn trẻ nha, hai mấy tuổi có má bà nói trời ơi ở trong cái máy nhỏ đó ca giống hết cho mày vậy đó. Nói con nó bậy con thâu vô đó, trời ơi mày ca giống mấy người ở trên thành phố Hồ Chí Minh ca dữ vậy đó hả má. Bà giờ sớm á ở sát bên á, sao giọng ca giống bà dữ mà quà nói thâu mấy cuồng luôn. Đó là mấy chị em đi ca với thầy giáo cô giáo với mấy người bán buôn chung nhỏ em đó, đi đông lắm, nam nữ đi vui lắm. Rồi từ ngày khoảng 30 mấy tuổi là bắt đầu là ở nhà em gái nó mua bán ở nhà suốt luôn. Người ta có chồng có vợ có con nữa, mình không có chơi với người ta nữa. Hồi lúc chưa có gia đình thì mình còn chơi, mình đi ra giờ cái giờ có xui hết rồi mình mắc cỡ ghê luôn á. Tuổi thân mắc cỡ lại tuổi thân bà đó là kén chọn, tôi thương bà mà tôi không dám nói. Giờ vợ tôi mất rồi, vợ tôi thôi rồi, bà ưng tôi đi nó thôi. Tôi giờ còn nghèo mai mốt cũng dư tiền tôi cưới ông chứ giờ chưa đâu. Nhưng bà cứ kén tốn ngày hoài. Mấy người bạn giờ cũng cái bè nhóc luôn nè, có người ra làm bác sĩ, làm chi cục thuế, rồi mua bán, rồi làm tài xế ô đủ thứ đó. Đông lắm. Có người đi nước ngoài nữa. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Chị trước tiên chị cũng cảm ơn em tạo điều kiện cho chị lên phần lần này là lần hai. Nếu mà chị có nói sơ sót gì thì xin anh chị em bạn bè cộng đồng mạng cũng xí xóa, tại vì mình chưa có người nào chọn mình mà mình chưa có chọn được thì mình cũng lên lần hai cũng nhờ cô cho lên. Thì mình cứu chương trình, mình cũng chúc anh chị em, ông bà, cô bác, cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Nếu mà thấy có gì sơ sót thì bỏ qua cho mình. Tại vì mình thật sự là mình muốn lên là lên thật sự là tìm một hạnh phúc riêng cho mình. Tại nhỏ lúc mình chưa có hạnh phúc từ hồi đó tới giờ luôn. Mình phải cần kiếm. Nhưng mà mình không phải kén chọn mà lên rồi khoe rồi nổ rồi nói này nói nọ, không phải. Mình sao mình nói vậy? Thật lòng lắm. Mình chúc mọi người trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Ba chị, chúc hai chị ha. Chị chào em.